Đây là cái sạc 6V này. Sạc 6V dung lượng là 1000 mAh, tức là dòng sạc 1A đấy. Có thể dùng chung cho bình cỡ từ 6A cho đến 12A. Có cả sạc 12V cũng có. Sạc 12V, sạc 6V. Sạc 12V bên mình cũng nhập loại sạc nhanh. Đây là một cái sạc 12V này. 12V 1000 này. Đây là cái nút nguồn này. Nguồn khởi động này. Nguồn này có 3 chân này. Các cái loại mạch điều khiển tay cầm này. Động cơ 12V loại nhỏ này. Đây này là công tắc nhanh chậm này, có 2 lắc này, nó cũng là công tắc đảo chiều luôn đấy. Đây, bánh răng các kiểu luôn này. Đây là công tắc kép này. Để thay thế cho các cái loại đèn. Mạch báo dung lượng ắc quy này. 12V này. Đây cũng một loại công tắc nguồn loại khác này. Loại này nó trơn này, nó chỉ có cái G hai bên. Còn cái loại này nó có một cái G bên cạnh này nữa này, là 3 cái G này. Hai loại khác nhau. Công tắc 2 chiều này. Đây là công tắc tiến lùi này. Công tắc 4 chiều này.
Đây là công tắc gạt nhả này, nó chỉ gạt lên là nó tự nhả về này. Tùy theo các bạn mua xe nào thì dùng cho xe đấy thôi. Mình nhiều khi nó nhiều phụ tùng quá mình cũng không biết được nó dành cho xe nào đâu. Đây là toàn bộ những cái động cơ lái, động cơ bánh sau, các loại bánh răng, khớp nối từ động cơ sang bánh xe. Nó thông số thì rất là nhiều, thường thường thì hình ảnh giống nhau thì nó đều lắp được cả. Đấy, các bạn khi đặt hàng hay mua hàng thì cứ gửi hình ảnh về đây cho mình để mình kiểm tra trước cho nó chuẩn. Còn đối với những cái mạch điều khiển tay cầm thì chắc là cứ nhìn giống nhau là nó điều khiển được hết. Các cái khớp nối, nó có độ khoảng 13 loại khớp nối giữa cái động cơ và bánh xe khác nhau. Khớp lục giác, khớp 6 cánh, khớp 5 cánh, khớp lồi, khớp lõm,
Động cơ lái thì nó cũng có khoảng 12 13 loại gì đấy. Kia là cái vô lăng. Động cơ 6V 12V. Công tắc đảo chiều tiến lùi các thứ luôn. À, có thêm một số cái mạch nhạc nữa nhưng mà mình chưa tìm ra. Giá thành thì các bạn cứ tùy từng sản phẩm, mình cũng không báo hết được, nó cũng tương đối là nhiều. Mình làm cái video này mục đích thì cũng là phục vụ các bạn là khi mà mua phụ tùng thay thế thì lưu ý chọn cái loại nào nó giống. Mình làm video này thì nó cũng chưa thể hết được. Các bạn mua sản phẩm thì cứ vui lòng, tốt nhất là gửi cho mình cái hình ảnh sản phẩm cần mua, bên mình sẽ kiểm tra xem nó có giống hay không. Riêng đối với những cái mạch điện để thay thế thì mua được cái giống nhất là tốt nhất. Còn không thì mình sẽ mua về và độ lại, thì bên mình đều cung cấp cả. Các bạn thích độ lại cũng được, hoặc là thích mua giống y chang cũng được. Nhưng mà xe điện của trẻ con ấy thì nó rất là nhiều phụ tùng khác nhau. Đôi khi mình cũng không thể mình cũng không thể nào cập nhật hết được. Vì thay vì cách đấy thì ta có thể làm mới cho nó thành một bộ khác cũng được, miễn sao chạy được là được. Còn theo được mấy cái anh Trung Quốc thì cũng rất là mệt, các anh đổi mẫu liên tục. Đấy, các bạn có thể xem qua lại lần nữa. Và mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.